Rồi, xin chào tất cả các bạn thân mến nhá. Lần đầu tiên thì cho Hùng xin gửi lời chào và lời chúc đến các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng lại chia sẻ cái buổi vaccine mũi 2 cho cái đàn cún đặc sản bố bún Bạch Hổ nhá. Và cái đàn này thì hầu như là toàn vẹn kem thôi, toàn vẹn kem thôi, có một hai con màu vẹn nửa nhé. Đấy thì hôm nay thì Hùng lên video clip mà cùng với các bạn chia sẻ các bạn là hôm nay là các cún đến lịch tiêm phòng mũi 2 bảy bệnh thì vaccine lên Hùng chuẩn bị rồi, mũ vàng mũ xanh là vaccine của Pháp bảy bệnh nhá. Hôm nay thì Hùng tiêm cho đàn cún, cập nhật lên kênh để các bạn nào mà quan tâm thì các bạn theo dõi nhá. Hôm nay cũng rất là may là vào vaccine cho đàn cún thì thời tiết rất là đẹp. Đấy thì Hùng cũng chia sẻ rất là nhiều rồi thì là Hùng nói lại là cái đàn cún con này hoặc là các bạn nuôi một con cún con thì trước lúc mà đến lịch tiêm cho con cún con thì các bạn phải xem là thời tiết có đẹp hay không nhé. Nếu mà thời tiết đang trở trời mưa gió hoặc là đang chuẩn bị từ nóng sang rét thì các bạn không nên tiêm cho cún và đợi 1-2 hôm nữa cho thời tiết ổn định hãng tiêm nhé. Thứ hai nữa là trước khi tiêm cho con cún đấy thì chúng ta phải theo dõi khẳng định rằng là con cún phải khỏe mạnh đạt phong độ sức khỏe 100% nhé thì chúng ta mới tiêm. Còn nếu con cún mà nó chậm chạp hoặc nó ăn ít đi thì chúng ta không nên tiêm để theo dõi đâu. Nếu mà con cún mà đang có hiện tượng ốm mà chúng ta tiêm vaccine vào thì con cún là gục ngay nhá các bạn lưu ý. Thì hôm nay thì thời tiết đẹp và đàn cún cũng đạt phong độ 100% thì Hùng đến lịch tiêm thì Hùng tiêm cho đàn cún luôn. À đứa nào phun phong trước đây nhỉ? À thế đây, đây em là Bạch Hổ, em là Bạch Hổ đực nhá. Đây con đực cháy kiếm này, mặt mũi xinh giống hệt bố bún luôn. Em đực nha, xoáy kiếm đuôi cung màu vận trắng Bạch Hổ. Đây em xung phong tiêm trước nhá. Rồi ok, một tí là xong rồi. Rồi cũng mong sau khi tiêm là đàn cún khỏe mạnh. Rồi đứa thứ hai nhá, đứa thứ hai là đứa nào đây nào, đứa thứ hai con cái nhá, đứa thứ hai là em vẫn kem cái, mặt mũi xinh luôn này các bạn nhìn nhá, đấy mõm thắt mắt sáng, mặt mũi sáng sủa, em là con gái. Rồi em này hơi quấy. Rồi em là con gái nha. Rồi thế chào mọi người, em xuống để cho bạn khác lên. Lại thêm một em cái nữa nha. Đây cũng là một em cái vận kem nhá, xoáy kiếm đuôi cung này, mặt mũi này sắc lẹm luôn. Đấy, viền mắt đen đậm. Đấy, em xoáy kiếm dài hết lưng luôn này. Đấy. À vận kìa luôn nhá. Rồi, cho giới thiệu mặt hàng cho khán giả xem một phát nữa nhá. Ở đây em đây, xinh gái luôn. Đấy. Vẹn kem. À, cũng hơi bạc má một chút này. Đấy. Xinh gái, rồi ok. Thế xuống để cho bạn khác lên. Đây cũng một đứa vẹn kem nữa nhá, đứa vẹn kem cái nữa này, em là cái. Đấy, cũng xoáy kiếm này, kẻ vẽ đẹp này, kẻ vẽ xương cá trên lưng rất là đẹp này. Đấy, mõm thắt mắt sáng luôn. Con này thì tai lên 90% rồi, còn vài hôm nữa là lên thôi. Rồi xong rồi. Rồi à, giới thiệu lại mặt hàng cho khán giả xem nhá. Đây em cái này, đấy vẹn xương cá đều luôn nhá, vẹn kem, tất cả con bố bún là vẹn kem hết nhá. Rồi một em cái
em cái nữa nha, em cái vặn vặn nửa này, xương cá đầu như mắt chanh này, vặn nửa em lại còn bạc má này, đấy vặn nửa em bạc má xương cái này, móm thắt này, và lưỡi em đen nhá, lưỡi em đen phun là giống bố bún nhá, này ạ, nhìn này em này kẻ vẽ thì đẹp tuyệt vời luôn, đấy, bạc má rất là xinh luôn, em là con gái, rồi tiếp tục nhá. Em này gần như là em cái nhưng mà gần như em đầu đàn, ăn chanh hết của các bạn. Đấy. Đây, giới thiệu mặt hàng khán giả một lần nữa là em bạc má nhá, em cái bạc má vẹn nửa bạc má, lưỡi đen. À, em nhìn này, rồi, xuống này cho bạn khác lên nhá. Rồi, ok. Rồi, đến lượt em cái nhá, em cái này, em cái vặn nửa nhá, em cái vặn nửa này, xoáy kiếm dài miên man luôn này, ai mặt em này rất xinh luôn, đấy. Xoáy kiếm đuôi cung, đấy. Vặn nửa đỏ nhá, mặt em này mõm thắt mắt sáng luôn, đẹp. Rồi hôm nay em tiêm mũi 2, cũng mong em sức khỏe là đạt phong độ 100% nhá. Okay. Xong rồi. Rồi, thế giới thiệu lại mặt hàng lần nữa nhá. Em cái này, đó, đôi tai rất là vừa phải luôn nhá. Xoáy kiếm này, vẹn xương cá đều như vắt chanh luôn. Đấy. Rồi. Đây lại một em cái bạc má nữa nhá, em cái vẹn vàng cam bạc má này, em xoáy kiếm đuôi cung đẹp nhá, bạc má này, mõm thắt mắt sáng, em này thì lưỡi đen tầm khoảng độ 70-80% thôi đấy nha. Bắt đầu tiêm rồi, ok, xong rồi. Em tiêm mũi 2 nhá, em tiêm mũi 2. Rồi, giới thiệu lại mặt hàng nhá. Cái này, vẹn nửa vàng cam bạc má, lưỡi đen 80%, xoáy kiếm đuôi cung. Em xin gái luôn nhá. Rồi, xin chào khán giả nhá.